trong quá trình làm việc thì tôi tự sự gọi là cách máy ép phải là về unlock bắt đầu được còn máy view tầm lắm mình nhắc bằng alutun đây còn là với con này thì tôi phải tháo máy các bạn nghe thực hiện thì phải tháo máy nhé. Tôi sẽ cắm cá mày trước và rút cá mày đi rồi để chích tiếp vào ở máy tính ta sẽ vào tab vivo đánh đi 85 đấy chọn dòng này. Đấy, thầy chọn là Alok Polder. Rồi, ok, bây giờ ta sẽ nghiêm cáp, chích và nghiêm cáp nhé. Tình chích và nghiêm cáp. Rồi, bây giờ tới chích. Chích vào hai cái điểm tapon này, hai điểm bên ngoài. Chích hai điểm này. Rồi, nghiêm cáp, ok. Yes, nó sẽ chạy luôn nhá, tự chạy. Lock Polder. Rồi, ok nhá. Như này là báo ok này. Lock Polder ok. Rồi xong, bây giờ ta sẽ khởi động lên này. Gần pin này. Rút cáp này tăng mấy nguồn tận đây tăng mấy nguồn để vào phát bốt nhé để tăng mấy nguồn tăng âm lượng mấy nguồn vào nó up nguồn nhé. Sorry, xin lỗi vì đã không qua để tăng âm lượng để nguồn. Nguồn tăng âm lượng nhé. Ok, cho nó vào phát bút. Ta sẽ cắm này, cắm cáp này. Nghiêm cáp cho nó nhận máy tính là được, ok nhé. Rồi, nhận này, ta sẽ vào tab function, epirifo, ok, đi vào unlock đây, chu, unlock border đầu nhá, như này xong rồi nhá, đấy, giờ ta vào phát bot, reboot, nó mới xong. Rồi xong, vừa rồi mình vừa giúp bạn là cách thực hiện là Alok Border của máy Vivo Interlock. Chúc bạn thành công, quan nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.